Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh và truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ Hai ngày 4 tháng 3 năm 2024 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đẩy mạnh xây nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Cà phê đặc sản của Đắk Lắk đối mặt nhiều thách thức do biến động giá. Thận trọng khi tăng diện tích sầu riêng. Một Đắk Lắk chuyển đổi số, chương trình có phóng sự. Đẩy mạnh thực hiện đề án 06 phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp. Thời sự trong nước, Bình Dương trở thành điểm sáng trong xây dựng nhà ở xã hội. Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ quan điểm về xung đột ở Ukraine. Houthi cảnh báo tiếp tục tấn công tàu Anh là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Theo thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Đắk Lắk, hiện trên địa bàn tỉnh còn 7.687 hộ ở nhà tạm dột nát. Trong bối cảnh địa phương còn nhiều khó khăn, ngân sách có hạn, trong khi nhu cầu xây dựng nhà đại đoàn kết lớn, nên để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong thời gian sớm nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk xác định giải pháp căn cơ là huy động tối đa kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Theo quy định, mỗi nhà đại đoàn kết được hỗ trợ kinh phí xây dựng là 70 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền còn có để hỗ trợ là trên 500 triệu đồng. Với trách nhiệm vai trò chăm lo cho người nghèo, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tích cực, chủ động huy động kinh phí qua việc vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã vận động được 53 tỷ đồng cho quỹ vì người nghèo. Kinh phí này dùng hỗ trợ cho rất nhiều hoạt động an sinh xã hội, trong đó hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết trung bình mỗi năm khoảng 300 căn. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế thì nguồn kinh phí vẫn còn khá khiêm tốn. Để giải quyết vấn đề này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực qua việc tranh thủ các mối quan hệ, chủ động tiếp cận các doanh nghiệp, đơn vị để vận động ủng hộ. Dù tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn sau đại dịch, song các doanh nghiệp vẫn ý thức trách nhiệm của mình đối với địa phương, nhiệt tình ủng hộ. Cùng với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng kêu gọi các tổ chức thành viên chính trị xã hội trong mặt trận cộng đồng trách nhiệm chung tay vào công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh và cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Theo đó, mỗi thành viên đều có những cách làm, hình thức khác nhau giúp hội viên, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, an cư, lạc nghiệp. Diễn ra từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, cuộc thi tìm hiểu lịch sử 120 năm hình thành phát triển tỉnh Đắk Lắk 22 tháng 11 năm 1904, 22 tháng 11 năm 2024 nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống cách mạng của tỉnh qua 120 năm xây dựng và phát triển, nêu bật những thành tựu to lớn, dấu ấn quan trọng và bài học lịch sử mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam sinh sống trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk. Cuộc thi kết hợp đồng thời hai hình thức thi trắc nghiệm và thi viết. Phần thi trắc nghiệm được tổ chức trong 6 tuần thi, bắt đầu từ ngày 7 tháng 3 năm 2024, kết thúc vào ngày 2 tháng 5 năm 2024. Thí sinh có thể lựa chọn tham gia cuộc thi qua hai cách thức, thi trắc nghiệm online qua báo Đắk Lắk điện tử tại địa chỉ https://tiềmhiệu.baodaclac.vn tham gia cuộc thi, hoặc thí sinh quét mã QR link cuộc thi được đăng và chuyển tải trên môi trường Internet qua mạng xã hội Facebook, Zalo. Nội dung thi trắc nghiệm xoay quanh những kiến thức về lịch sử tỉnh Đắk Lắk qua 120 năm hình thành, xây dựng và phát triển, những thành tựu nổi bật, nét văn hóa tiêu biểu, đặc trưng của tỉnh. Đối với phần thi viết, những thí sinh đạt giải ở vòng thi tuần sẽ tiếp tục dự thi vòng chung khảo. Viết bài tự luận về một trong các chủ đề được ban tổ chức cuộc thi đưa ra, nội dung chủ đề sẽ được ban tổ chức cuộc thi công bố, đăng tải trên báo điện tử Đắk Lắk vào ngày 9 tháng 5 năm 2024. Thời gian diễn ra phần thi viết từ ngày 10 tháng 5 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Tổng kết trao giải thưởng cuộc thi dự kiến vào tháng 8 năm 2024. Năm 2024 là năm thứ tư huyện Lắk thực hiện nghị quyết số 02 ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 15 về tập trung huy động các nguồn lực nhằm xây dựng và phát triển huyện Lắk trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk vào năm 2030. Trên cơ sở nghị quyết, huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng nội dung, nhiệm vụ thực hiện, chỉ đạo cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch đầu tư hạ tầng, nội dung mời gọi đầu tư, huy động các nguồn xã hội hóa, chỉnh trang đô thị, tạo vẻ đẹp cảnh quan, môi trường, thúc đẩy phát triển du lịch. Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021-2025 cấp tỉnh, huyện Lắk đã được đưa vào kế hoạch 15 danh mục công trình mở mới do cấp huyện đề xuất với tổng mức hơn 457,8 tỷ đồng, trong đó có 8 công trình trọng điểm với mục đích góp phần thực hiện nghị quyết số 02, lồng ghép nguồn vốn thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ủy ban Nhân dân huyện đã đăng ký 3 danh mục với tổng mức hơn 34,3 tỷ đồng để góp phần phát triển du lịch. Sau 3 năm thực hiện nghị quyết, toàn huyện đã huy động được hơn 2,6 tỷ đồng của các tổ chức và cá nhân, cơ quan, đơn vị để mua gần 11.000 cây hoa các loại trong dọc tuyến đường quanh khu vực Hồ Lắk, tuyến đường nội thị trấn Liên Sơn trong các khuôn viên trụ sở làm việc của huyện, xã, trường học. Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết, thời gian tới, huyện Lắk sẽ chú trọng triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo cơ chế thông thoáng, môi trường làm việc thân thiện nhằm thu hút các nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án phục vụ phát triển về du lịch, các dự án chỉnh trang đô thị, Hồ Lắk. Cùng với đó là đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hình ảnh của huyện và bảo vệ phát huy giá trị di sản trên địa bàn. Sau 5 năm tham gia phân khúc cà phê cao cấp của thế giới, cà phê đặc sản Việt Nam đã ghi nhiều dấu ấn trên thương trường quốc tế. Đặc biệt, cà phê Robusta đặc sản Việt Nam được công nhận là cà phê ngon nhất thế giới. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá cà phê đang tăng cao và biến động không ngừng đã khiến ngành hàng non trẻ này đối mặt với không ít thách thức. Theo đại diện của Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, việc giá cà phê tăng cao đang giúp đời sống của người dân sản xuất cà phê được tăng lên và họ không chạy theo những cây trồng khác. Đó là một yếu tố rất quan trọng để duy trì tính bền vững của ngành hàng. Tuy nhiên, mặt trái của nó là kích thích nông dân chạy theo những lợi ích ngắn hạn, không đầu tư vào chất lượng mà chạy theo sản lượng. Bởi họ nhận thấy không cần phải tốn nhiều công sức để làm cà phê đặc sản mà vẫn bán được giá tốt. Giá cao làm giá nguyên liệu tăng cũng tạo một áp lực quá lớn khiến các nhà rang xay và các chuỗi quán phải tìm cách thay thế bằng hàng cà phê chất lượng thấp hơn để tồn tại. Cũng theo Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, để ngành hàng cà phê đặc sản cà phê chất lượng cao ứng phó với những thách thức khi giá tăng cao, nhà nước cần cụ thể hóa những chính sách đã ban hành, đồng thời đầu tư thích đáng để mối liên hệ giữa người sản xuất, nhà rang xay, nhà thương mại bền vững và thực chất. Đặc biệt là có chính sách ưu tiên cho công tác đào tạo nguồn nhân lực làm cà phê đặc sản, xúc tiến và quảng bá sản phẩm rộng rãi đến các thị trường. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây do giá sầu riêng ở mức cao, nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã không ngừng mở rộng diện tích cây trồng này. Tuy nhiên, phát triển quá nhanh diện tích sầu riêng một cách tự phát có thể dẫn đến rủi ro rất lớn cho người nông dân cũng như ngành nông nghiệp của tỉnh. Gia đình ông Nguyễn Quý Mãn, thôn Quỳnh Ngọc 2, xã Ena, huyện Krong Ana có 300 cây sầu riêng trồng xen trong vườn cà phê. Theo ông Mãn, so với một số cây trồng khác hiện nay, cây sầu riêng mang lại hiệu quả cao hơn, nhưng đây là loại cây rất khó chăm sóc. Bên cạnh yếu tố thời tiết, cây sầu riêng cần chăm sóc đúng kỹ thuật ở thời điểm ra hoa, đậu trái để đảm bảo năng suất, chất lượng trái. Đây là thách thức không nhỏ đối với bà con nông dân. Đối với cây sầu riêng là nói chung là nó cái giá cả thì năm thì nó rất cao ngất ngưỡng, năm thì nó xuống, thì cái đấy thì mình cũng chưa biết, nhưng mà bây giờ cái chuyển đổi cây trồng thì cái nói chung là cây sầu riêng từ trước giờ giá trị thì nó vẫn cao. Bây giờ người ta mới bắt đầu người ta đầu tư vào nhiều, người ta trồng thì nó khó khăn là cái kỹ thuật của mình nó cũng chưa được nắm chắc lắm. Bây giờ còn mới bắt đầu khai sinh thì buộc mình phải học hỏi nhiều. Đắk Lắk hiện có gần 29.000 hecta sầu riêng, trong đó có gần 10.000 hecta cho thu hoạch. Còn lại là diện tích trồng mới và đang trong giai đoạn kiến thiết. Điều đáng nói là diện tích sầu riêng tăng nhanh không chỉ diễn ra ở tỉnh Đắk Lắk mà còn ở tất cả các vùng trồng sầu riêng trong cả nước. Việc mở rộng diện tích sầu riêng ồ ạt sẽ phá vỡ quy hoạch cây trồng, kéo theo nhiều hệ lụy về môi trường, tài nguyên nước, sâu bệnh hại. Ngoài ra, đặc tính của sầu riêng là chín tập trung, chính vụ chỉ kéo dài 2 đến 3 tháng. Vì vậy, nếu không tiêu thụ kịp, sẽ gây ùn ứ, dư thừa nguồn cung, dễ bị ép giá, nhất là trong bối cảnh hạ tầng logistics, chế biến sâu ở nước ta chưa phát triển. Nguy cơ về việc ùn ứ sầu riêng sau thu hoạch là điều rất đáng lo ngại. Đối với huyện Krong Ana là hiện nay là cái diện tích là tương đối lớn, 5.700 ha. Nó là một trong những cái huyện là có cái diện tích là lớn nhất nhì của tỉnh ấy. Đấy thì đối với phòng nông nghiệp của chúng tôi thì cơ quan chuyên môn tham mưu Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về cái lĩnh vực trồng trọt thì chúng tôi cũng có cái khuyến cáo cho bà con. Đấy thì không phát triển một cách là ồ ạt, chặt cà phê và các cái cây trồng khác để coi như là trồng sầu riêng. Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhằm đảm bảo chất lượng và thương hiệu sầu riêng, người dân không tự phát chuyển đổi vườn cây mà cần tập trung duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, nâng cao hơn nữa chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm sầu riêng. Thay vì tăng diện tích và sản lượng, ngành hàng sầu riêng nên xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị gia tăng, chuẩn hóa quy trình sản xuất từ lúc canh tác, thu hoạch đến chế biến, vận chuyển, phân phối. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các sở ngành địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk quyết liệt triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Qua 2 năm thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Để thực hiện hiệu quả đề án 06, Công an phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung, yêu cầu, ý nghĩa, tiện ích của đề án 06, qua đó nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân thực hiện cài đặt định danh điện tử. Qua báo đài, qua sự tuyên truyền của Công an phường An Lạc và sự giải thích của Công an phường An Lạc, đăng ký định danh điện tử, theo bản thân tôi đã đăng ký nhập khẩu cho con tôi và được sự tuyên truyền và đăng ký định danh điện tử. Là rất tiện lợi cho tôi đi lại và không khó khăn, không đi phương tiện rất dễ dàng. Và tôi sau này tôi phải tuyên truyền cho bà con đi đăng ký định danh điện tử. Với vai trò cơ quan thường trực đề án 06, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo nguồn dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. Cơ sở dữ liệu về dân cư đã được ứng dụng vào thực hiện những nhiệm vụ trong các lĩnh vực khác nhau, nhất là trong nhiều dịch vụ công thiết yếu, giúp quản lý thống nhất, tập trung, minh bạch, thuận lợi, tiết kiệm và đạt hiệu quả nhiều mặt. Chúng tôi tuyên truyền về nhiều hình thức qua loa, qua cái trang Zalo của công an phường, rồi qua cái phát loa di động, rồi trực tiếp đến người dân để những người dân hiểu được cái dữ liệu, nó cái tức là dữ liệu này nó là cái chủ là người dân, lấy người dân làm trung tâm, là đúng đủ sống sạch để người dân khi mà tham gia vào các thủ tục hành chính, rồi cả giải quyết các thủ tục hành chính để nó kịp thời và nó đúng và không có sai sót trong quá trình làm của công dân. Đến nay, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Đắk Lắk đã đảm bảo điều kiện an ninh, an toàn theo quy định và chia sẻ, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã tích hợp trên 1.600 thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, thu nhận hơn 1,8 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân, cấp hơn 1,3 triệu mã định danh điện tử, đạt gần 80,3%. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ giúp việc đề án 06 của tỉnh sẽ triển khai quyết liệt thực hiện các cái nhiệm vụ, các cái yêu cầu mà đề án 06 đã đặt ra, và với mục tiêu sẽ hoàn thành sớm những cái nhiệm vụ mà đã được Chính phủ yêu cầu cũng như là tổ công tác đề án 06 của tỉnh Đắk Lắk đã đặt ra. Những kết quả đạt được sau 2 năm thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh đã tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện đề án trong năm 2024 và những năm tiếp theo, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội, phục vụ chuyển đổi số quốc gia.